Xin chào, mình tên là Lưu Hoàng Hà, mình đến từ Hà Nội, Việt Nam. Hiện tại mình đang là học sinh lớp 11 của trường Saint John. Mình tìm hiểu về trường thông qua nhiều nguồn tin khác nhau và mình thấy trường rất là tuyệt. Mình thích quy mô của nhà trường, nó không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Mình cảm thấy hơi lo sợ trước khi mình đến đây. Mình đã từng nghĩ học ở đây rất khó bởi vì tiếng Anh là thứ tiếng thứ hai của mình. Nhưng khi mình đến đây, giáo viên và các bạn người Mỹ của mình đã giúp mình phát triển kỹ năng tiếng Anh rất nhiều. Mình đã đạt được kết quả rất tốt nhờ sự giúp đỡ của giáo viên và cả sự nỗ lực của mình. Có rất nhiều các lớp nâng cao ở trường. Môn học yêu thích của mình là môn vật lý dưới sự giảng dạy của thầy Krebs. Ở đây mình được làm rất nhiều thí nghiệm và nó thực sự giúp mình hiểu rõ được môn vật lý. Văn phòng dành cho học sinh quốc tế thật là tuyệt. Mình thường đến đây khi mình cần sự giúp đỡ. Thầy Diverna là thầy dạy tiếng Anh của mình. Thầy đã giúp mình phát triển vốn kỹ năng tiếng Anh. Mình rất thích gia đình chủ nhà của mình, ông bà Fuge. Họ rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mình làm bài tập về nhà và những thứ mình cần. Mình luôn nhớ lần đầu tiên được xem trực tiếp một trận bóng rổ ở trường. Ngày hôm đó thật là vui, mình đã được gặp rất nhiều học sinh người Mỹ. Long Island là một nơi thật tuyệt để sống. Thời tiết ở đây rất là đẹp và khu phố của mình rất an toàn. Mình chọn trường ở New York bởi vì bố mẹ mình đã từng đến đây và bố mẹ mình thích nơi này. Bên cạnh đó, nơi mình ở rất gần với thành phố New York, một trong những thành phố nổi tiếng nhất trên thế giới. Lần đầu tiên mình đến thành phố New York thật là tuyệt vời. Mình đã được thăm rất nhiều tòa nhà lớn và quảng trường thời đại. Nếu bạn đang phân vân về Saint John, bạn nên đến đây. Nhà trường sẽ giúp bạn với tất cả những thứ bạn cần. Bạn sẽ có một quãng thời gian rất đẹp ở đây. Mình rất vui vì hôm nay là ngày tốt nghiệp của mình ở trường Saint John. Trường Saint John đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc nộp đơn xin vào đại học của Mỹ. Trong số 3 trường mình được nhận thì có 2 trường nằm trong top 100 đại học của Mỹ. Mình cũng nhận được học bổng từ các trường đại học đó và mình cũng rất tự hào vì đạt được 800 điểm trong môn toán SAT. Ngày hôm nay, gia đình Hot và bạn bè của mình đã đến chung vui cùng mình nhân ngày tốt nghiệp. Sự giúp đỡ của họ là một phần không thể thiếu trong sự thành công của mình ngày hôm nay. Mình sẽ khó mà quên được kỷ niệm ở trường Saint John và mình cũng rất mong chờ vào thời gian tới của mình tại trường Đại học Stony Brook.